Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong cái bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc mà tranh giành tài sản nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì trước khi vào cái phần chính thì Tiến xin mời cô chú anh chị chúng ta sẽ cùng nghe chị Ni có những cái bức xúc liên quan tới Hoa hậu Phương Lê nha cô chú anh chị. Thì mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe. Một cái team phải đoàn kết, phải bảo vệ nhau. Một cái team mà có một người không giữ được bình tĩnh, một người nóng nảy, một người đi quá xa, một người làm những việc không có control được lý trí của mình. Vụ ADN, Ni ơi, Vũ Luân không nói nhưng đăng status là hiểu rồi. Bây giờ mình nói cho mình im lặng có nghĩa là mình quá độc ác với anh Vũ. Nhưng mà do mình im lặng mình nghĩ thôi, anh Vũ ơi, anh tha lỗi cho em, mới nói với anh em, anh Vũ anh tha lỗi cho em, có những cái đã là bạn em không thể nào mà đúng đó, có những cái sự thật đó. Rồi bây giờ em đem lên em phốt bạn em, hay là em nhiều lúc cái tin nhắn này mọi người thấy không, cái tin nhắn rõ ràng luôn, cái tin nhắn rõ ràng là Ni, có những cái Ni mọi người hiểu, không phải là bạn mình đem mình phót lên, mình nói lên cái Ni, ủa bà bán đứng, tôi không phải bán đứng mọi người. Nhưng mà cái sự thật là Ni không có quên đó, Ni vẫn nhắn và nó vẫn cái ok bà, khổ ghê. Đây này, đờ mờ làm phim mà quay liền đâu có được. Có nghĩa là mình biết Phương Lê làm phim nhưng cái thời gian nó lâu. Và mọi người biết, bà có biết không, nội dung phim, bà thấy thằng Bi nó đăng không, thằng Bi thấy tử của Bi trong nhóm mình đó, nó đăng lên là người ta cũng đã cái hoạt cảnh mà mở cửa, đập mở cửa ra người ta đã làm rồi, chứ không phải là anh Vũ là người đầu tiên nữa. Người ta đã làm rồi. Và khi anh Vũ làm MV, nói Ni ơi, ảnh bàn với tôi hết, và tôi cũng đã nói chuyện với bà rồi, tôi không biết ai nhập bà đâu, bà Phương Lê đâu, ai nhập bà. Tự nhiên chiều đó bà lên bà chửi ông Vũ, tôi chết, trời tôi đang quay xong tôi mới nói chết rồi, sao tự nhiên Phương Lê lên nó chửi Vũ như vậy nè. Rồi bà điện cho tôi xong tôi có nghĩa là tôi đang làm. Mọi người có biết rằng không, anh Vũ anh bàn với Ni hết rồi. Anh nói ừ, anh bàn từ cái việc hot ra, vậy nói chung là tất cả chu toàn, thậm chí luôn cái việc mà chuyển khoản để mua cái miếng đất ở trên Hoa Viên, anh Vũ anh không có giả tạo đâu mọi người. Anh thương từ cái tấm chân tình của anh nói Ni Loan, nó để cho bên đây hiếp như vậy á, thì em mua hẳn cái miếng đất đó đi. Ni cũng thể mua được nha, nói anh ơi, không có được, bóng mới dạy phải mua gấp đôi. Tiền anh có thể anh sử dụng, anh giúp đỡ những cái trường hợp khác. Tại vì con này nó mới có đặt cọc 20 triệu thôi. Rồi tức quá này, Ni nói thiệt với mọi người, Ni đã dằn xuống rồi. Cái nốt của Ni là chính con Loan, chính Bình Tinh là cái người truyền cái lửa cho Ni, truyền cái sự bình tĩnh cho Ni. Nhưng mà thật sự Ni nói thật với mọi người hôm nay là lên khịa cả mẹ anh Vũ luôn như vậy á. Ni thấy là thật sự là quá đáng rồi. Đó, tôi chỉ mong bà, thật sự tôi nói thiệt với bà bớt lại đi, bà dừng lại đi. Bà hiểu không? Bà cứ suy nghĩ lại những cái lúc mà ngồi bên nhau, nói chuyện với nhau. Bà cũng từng nói anh Vũ ơi, bà ốc với bà hay chọc tôi rồi. Đi anh Lung đi chung team với nhau, tại sao bà trở thành như thế này, bà trở thành một cái con người khác hoàn toàn, ai nhập bà vậy? Rồi bà lên bà nói thao thao bất tuyệt, bà nói cái gì vậy hả? Bà nói cái gì, bà đợi ảnh hưởng, bà đợi anh, bà biết bà nói cái đoạn đó ai cũng cắt, bà có xóa đi người ta cũng cắt không? Bà làm cái gì bà cũng phải hỏi chứ, bà làm cái gì bà có suy nghĩ chứ. Bây giờ bà lên bà thấy không, chẳng lẽ tôi với bà đã từng là bạn, thậm chí bà thấy không, bà tự unfriend tụi tôi, bà tự unfriend luôn, mọi người hiểu không, unfriend tôi với ông Loan luôn. Rồi chẳng lẽ bây giờ tôi vô tôi năn nỉ bà, mọi người hỏi sao không lên nói chuyện inbox, nói chuyện nữa gì, nó unfriend rồi bây giờ nói chuyện cái gì nữa. Rồi tự nhiên bây giờ bà chửi lên, không có bùa ngải gì ở đây á mọi người, mất kiểm soát. Chẳng lẽ tôi với bà bây giờ tôi lên tôi chửi bà, tôi lên tôi nói bà chửi tôi chửi bà biết ai cười mình không? Và mình khi tôi chửi bà, tự tôi hạ nhục bản thân tôi rồi, tự tôi hạ cái giá trị bản thân tôi rồi. Bà biết những cái status tôi lên là tôi không có vui đâu, tôi buồn á, mà tôi để cho bà đọc, tôi để cho là mặt bà nhìn lại, bà nói ừ bà kìm lại. Chứ giờ tôi không khuyên bà được nữa, tại vì sao, tôi không còn là bạn bà để khuyên nữa. Tại vì bà unfriend rồi, bà khuyên cái gì? Ví dụ bà còn đỡ unfriend của bà, con Loan nó cũng im lặng, để khuyên được cái gì ở bà hiểu không? Đó thì đó là một số những cái lời mà em trích dẫn trong cái buổi live mới nhất của chị Ni đã chia sẻ về cái câu chuyện giữa Phương Lê và chị Ni. Cũng để cho cô chú anh chị chúng ta biết thì thật sự ra đây cũng là một cái sự hiểu lầm
ai cũng muốn tốt cho Hồng Loan, nhưng mà tại vì chưa hiểu nhau được đó, chưa có tiếng nói chung được và dẫn đến hiểu lầm. Và tính Phương Lê thì rất là nóng, nên nhiều khi có những cái phát ngôn hoặc là gì đó. Nhưng mà em có một thông tin là thật sự ra câu chuyện này là ai cũng muốn tốt cho Hồng Loan hết, chứ không phải là nhiều người sợ trời Phương Lê sẽ quay xe, sẽ tấn công rồi sẽ đi bóc trần vạch trần ra Hồng Loan này kia, là không có nha cô chú anh chị. Tại vì câu chuyện của Hồng Loan là câu chuyện thật, và tất cả những gì Hồng Loan đưa ra từ đầu tới giờ là thật. Và cái kết quả ADN thì những cái người mà quen biết với Hồng Loan thì họ cũng biết rồi, và cũng đã có rất là nhiều người xác định rồi đó, Hồng Loan chính là con ruột của cố nghệ sĩ, không còn gì bàn cãi. Và chắc chắn rằng là Hồng Loan sẽ thắng trong phiên tòa sắp tới. Còn cái vụ này là tại vì nhiều khi nhiều người ta sẽ sợ là sẽ độc quyền về hình ảnh Hồng Loan, rồi nào là Hồng Loan sẽ ký kết cái gì đi làm nghệ sĩ hay ca sĩ rồi đóng MV với ai đó, một ai đó. Nhưng mà thật sự không có nha cô chú anh chị ha. Tại vì bây giờ Hồng Loan đã có cuộc sống ổn định rồi. Hồng Loan làm những cái điều giống như đóng phim hoặc là ra MV ca nhạc, thậm chí đó là một cái mà mọi người khuyến khích, cũng giống như là muốn cho cô con gái của cố nghệ sĩ này thể hiện tài năng của mình, chứ không phải là giống như lời bên kia họ nói, giống như là Hồng Loan không phải là con ruột của cố nghệ sĩ thì làm sao có những cái điều đó, đúng không? Hồng Loan giả sử như một người dốt hoặc người một người không có tài hay là sao, đúng không? Bởi vậy Hồng Loan đã chứng minh được, không phải là Hồng Loan không làm được giống như cô cháu gái làm, nhưng mà Hồng Loan là nhường lại, cũng giống như là không muốn nổi tiếng, cũng giống như không dựa vào tên tuổi của ba mình để nổi tiếng, cũng giống như là để mà ăn bám trên cái sự mà chết chóc của ba mình, đúng không cô chú chị? Còn cô cháu gái thì sao? Còn cô cháu gái bị biết từ đây bây giờ đi tới qua bên Pháp mà hát trong một cái phòng bar nhỏ, mà cũng lên tiếng tôi xin hát một bài nữa, tại tôi là con gì, tôi là cháu ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trời, em nghe mà em rất mệt luôn đó cô chú anh chị. Em nói thật sự, người đã mất rồi mà họ không cho yên. Quý vị thấy từ đầu tới giờ Hồng Loan có bao giờ Hồng Loan lên sử dụng tên tuổi của cố nghệ sĩ làm bất cứ cái điều gì đi không? Không có. Còn bên kia vậy không, bây giờ tới đi hát bên đó thôi mà cũng xin thêm một bài để hát thêm bài, cũng phải nói là khẳng định là cháu ruột. Lần đầu tiên em thấy giống như là cháu ruột là giống như là cái gì nó to tát, nó lớn lao lắm trong cái gia đình như của chú anh chị. Nó thật sự đúng không đó. Mà họ đem cái hình ảnh cháu ruột rồi gia đình của nghệ sĩ đi hết chỗ này chỗ kia để mà kiếm tiền thì em nó thua luôn của chú anh chị, đúng không? Ở Việt Nam á, mẹ mình á, thì đang kiện tụng, đang phải đi lên tòa rồi lên phường làm việc, còn mình thì thong thả đi ra nước ngoài, mình đi chơi đi dạo. Đó là người con thương mẹ mình lắm hay sao, đúng không? Mừng vui vì thấy Phương Lê và Nguyên Nữ cãi lộn, em thật sự chẳng có gì trơn á, tại vì em đã xác định ban đầu rồi, em chỉ ủng hộ Hồng Loan. Còn những người khác ai giúp ai ủng hộ ai làm gì được cho Hồng Loan thì em mừng, và tất cả những vị khán giả người ta cũng đều ủng hộ Hồng Loan, chứ người ta đâu phải ủng hộ Phương Lê hay người ta đâu ủng hộ Nguyên Vũ hay ủng hộ Ni, mà tại vì những người này họ đã giúp đỡ cho Hồng Loan nên người ta ủng hộ và cổ vũ tinh thần cho những người này, chứ không phải là fan của Nguyên Vũ hoặc là hay fan Chị Ni hay fan Phương Lê này kia. Nhưng bây giờ người ta ủng hộ Hồng Loan à, nhớ cho kỹ như thế này đó. Nên ai cũng muốn tốt cho Hồng Loan hết á, nên cô chú chị yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Giữa Phương Lê và Nguyên Vũ thì chỉ hiểu lầm thôi, trong một ngày một vài ngày tới thôi thì là sẽ lắng xuống thôi. Em bên kia vậy mà họ ăn mừng họ hả hê lắm. Đi lưu diễn rồi, nói về lưu diễn thì em nói thật sự tới bên bầu show bên đó người ta cũng phốt rồi, bỏ tiền ra mướn cái show mà ảnh lên hát rồi quay livestream. Ủa sao không quay xuống dưới để cho mọi người thấy ồ cái show của cô cháu gái này đi hát bao nhiêu mà để có poster lớn gì mời, phải mời ở từ Việt Nam mà bay qua bên đó rồi biết bao nhiêu hãng lớn để vào tài trợ vậy? Tại sao không quay cho mọi người biết, hay là không dám? Tại ở Việt Nam mới sợ bị người ta vạch trần à. Chứ bây giờ em nói thật sự cô chú anh chị, một cái cô ca sĩ sao nó ngôi hạng ba thôi thì làm gì có tư cách để mà được những cái bầu show bên đó phải về đây phải mời. Chỉ có kia đều là hùng tiền nhau lại, hoặc là cái fan bên kia họ muốn cô cháu gái qua đây để mà chứng tỏ mình còn đi hát được thôi, để lên đó hát thôi, chứ thật sự ai show nào mà mời, đúng không cô chú anh chị? Đó là điều mà chúng ta
phải nói ở trong thời điểm này, nhưng mà em thấy một cô con gái mà bỏ mẹ mình trong lúc lầu dầu sôi lửa bỏng, bị thiên hạ chỉ trích, thậm chí là quý vị biết là đi thẩm định thì rất là nhiều người phản ứng với mẹ con của cô Sáu ngay lật đầu rồi, cái chỗ số nhà số 5 đoàn thời điểm rồi, lúc mà mẹ con cô Sáu dọn đồ rồi. Thì đáng lẽ đợt này á, về cô cháu gái cô con gái thương mẹ mình á, thì phải có trách nhiệm là ở bên cạnh mẹ trong thời điểm này. Dù sao cô Sáu cũng vẫn đứng lên đấu tranh để giành cái quyền lợi cho cái cô cháu gái này, chứ đâu phải giành quyền lợi cho cô Sáu đâu, đúng không? Vậy mà bỏ mẹ mình đi qua bển thì cười hớn ha hớn hở với ông sạc, còn ba mình thì ra đứng trước cửa đón thì mình còn không muốn nhìn mặt. Thật sự thấy đáng thương vô cùng của chú anh chị ha. Đó thì tiếp theo Tiến xin mời của chú anh chị chúng ta sẽ nghe một đạo diễn Nguyễn Đức Long sẽ có những một cái vài lời chia sẻ liên quan về những cái lời nói của Vũ Luân trong ngày hôm nay liên quan tới câu chuyện lùm xùm giữa Phương Lê và Nguyên Vũ nha cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe. Cùng hấp dẫn quý vị, chẳng thà nói ra để rồi nhẹ lòng còn hơn để ấp ấp mở mở rồi vô tình làm khổ người khác, điều đó thì chắc có lẽ cũng không ai vui đâu. Thì bây giờ Long vào ngay cái chủ đề của nó. Chủ đề thứ nhất ở đây chúng Long có hai vấn đề để tâm sự cùng với quý vị. Cái vấn đề thứ nhất là hoa hậu Phương. Đây là đạo diễn Nguyễn Đức Long nha cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị nào mà không biết á, thì có thể mà vào Google search là biết đạo diễn Nguyễn Đức Long là ai ha. Đây là người có tên tuổi thiệt nha, chứ không phải là ảo giống như là những cái người mà ca sĩ hỗ trợ bên kia nha cô chú anh chị. Phương Lê đã lên tiếng, lên tiếng, chính thức lên tiếng trả lời rằng là Phương Lê không làm phim nữa. Nên mọi người đừng nhắc tới cái câu chuyện mà làm phim nữa. Thì ở đây chúng ta không biết thực hư như thế nào, câu chuyện cốt lõi bên trong ra sao, nhưng chúng ta cảm nhận được Phương Lê đã nói thẳng vấn đề này, nhắc đi nhắc lại hai lần: Phương Lê không làm phim nữa. Xin mọi người đừng hỏi nữa, đừng nhắc tới nữa. Thì ở đây không biết rằng là Phương Lê buồn giận gì Nguyên Vũ hay là Hằng Ni hay là Hồng Loan hay là có giận hờn gì ai hay không thì điều đó Long không biết. Nhưng mà theo cái lời nói của cô thì Long nghĩ rằng là chắc có lẽ cô không làm nữa. Theo Long nghĩ là vậy, chắc chắn 100% cô không làm nữa. Thì xung quanh xã hội thì trên cộng đồng mạng người ta cũng nói rất nhiều về cái chủ đề này. Tại sao không làm và tại sao hồi nói làm và bây giờ không làm. Có nhiều người cho rằng là cô ta đánh bóng tên tuổi hay thế này thế kia. Nhưng mà ở đây Long không nói đến cái chuyện đó. Nhưng mà Long nói rằng là cái chuyện giữa cô và ca sĩ Nguyên Vũ và Hằng Ni không biết xảy ra vấn đề gì, nhưng mà để rồi đến giờ phút này cô tuyên bố là cô không làm. Thì thôi, bây giờ người ta không làm thì đó là quyền của người ta, mình không có quyền để bàn tới nữa. Nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy được cái câu chuyện là dư luận người ta đoán không sai. Dư luận người ta đoán không sai. Tất cả những người trên cộng đồng mạng người ta đoán cũng không sai. Thì như vậy là có lẽ rằng là đây là sự thật 100%. Phương Lê đã rút lui về cái câu chuyện đầu tư để làm phim. Thật là đáng tiếc. Thì thưa với quý vị, nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, cái người ảnh hưởng duy nhất cũng chỉ có một mình Hồng Loan. Đôi khi Hồng Loan đang ngồi dưới đất thì đẩy một phát lên tới tận mây xanh rồi thả Hồng Loan về xuống. Đúng. Thì tội nghiệp nhất là Hồng Loan. Long phải xác định điều đó. Còn những người còn lại xung quanh thì đôi khi vì cái công việc, vì cuộc sống, vì kinh
tế hay là luôn cả về cái sự mâu thuẫn gì đó mà người ta bỏ cuộc và không làm, thì cái chuyện đó thì không sao, nhưng mà chỉ tội nghiệp cho Hồng Loan thôi, mình phải nói là như thế. Còn cái chủ đề thứ hai Long cũng muốn gửi đến cho cả nhà chúng ta, đó là nghệ sĩ Vũ Luân đã lên tiếng. Luân nghĩ là thôi đi, để đôi bên cùng ngồi đi, rồi Luân sẽ có một cái buổi họp với team, và chắc chắn là Luân sẽ like, là bởi vì có nhiều người sẽ nói là Luân tại sao không lên tiếng. Sự việc này thực sự ra đôi khi các bạn ấy nóng giận lên rồi buông những cái lời có hay lắm, cho nên cứ tiếp tục như thế này thì đâu có ai nhường ai đâu, nên là thôi thì để các bạn ấy cho hết cái giận hờn đi, rồi lúc đó rồi thì mới thấy ai đúng ai sai, chứ còn bây giờ ai cũng dành phần đúng. Đơn giản luôn nghĩ như thế này nè, là mình trồng trái gì mình ăn trái đó thôi. Mình trồng trái ngọt thì không thể nào mà mình hái quả chua được, cho nên là cuộc sống này mình gieo cái gì mình sẽ gặp cái đó. Nên nhớ là như vậy, mình cho sự yêu thương thì mình sẽ nhận lại sự yêu thương. Đấy, mình trồng cam chua thì mình, cái giống chua thì mình phải ăn quả chua. Đó là nguyên tắc nha mọi người. Đã lên tiếng về cái sự việc giữa Nguyên Vũ, Hằng Ni và Phương Lê rồi quý vị nhé. Nguyên tắc nha mọi người. Quý vị nghe lại cái lời của Vũ Luân nói nhé. Đó là sự thật 100%. Và những lời nói của Vũ Luân ngày hôm nay cũng cho chúng ta thấy được nội bộ bên trong cũng có phần bất hòa. No thì mất ngon, mà giận thì mất khôn. Đó là như vậy. Thì chính vì cái lẽ đó thì cái câu chuyện đến giờ phút này cho chúng ta nhìn thấy rõ được cái mặt trái của nó, hoàn toàn không như chúng ta mong đợi. Như vậy là đã kết thúc câu chuyện về làm phim cho Hồng Loan. Thì thôi cũng được, không sao cả. Vì ai cũng có cái quan điểm của họ, và họ thích thì họ làm, họ đủ khả năng họ làm, họ không thích không đủ thì họ không làm, cái chuyện nó bình thường. Nhưng mà thôi, từ đây về sau, riêng Nguyễn Đức Long cũng nhận được rất nhiều thông tin, những cái lời bình luận là comment đến cho Nguyễn Đức Long, cũng giống như nhắn tin điện thoại cho Nguyễn Đức Long. Mong sao cho Hồng Loan được bình an, mong sao cho Hồng Loan đừng gặp sóng gió nữa. Đã gặp sóng gió quá nhiều rồi, thành ra bây giờ đừng bao giờ đem sóng gió đến với Hồng Loan nữa, để cho Hồng Loan được yên. Là có nghĩa là Hồng Loan đã bị sóng gió gia đình tranh giành, rồi kiện cáo về tài sản, rồi bây giờ đến cái vụ mà lùm xùm chuyện làm phim làm vòng. Thì thôi, bây giờ tất cả những gì đã qua rồi thì mình không nhắc lại nữa. Mình cứ nhìn thẳng về phía trước, vì con đường tương lai phía trước đang rộng mở và đang chờ đón Hồng Loan cả nhà. Đó thì quý vị khán giả cũng đã nghe đạo diễn Nguyễn Đức Long vừa chia sẻ ý kiến của mình, thì khiến cho tất cả quý vị khán giả cũng yên tâm ha. Nói chung là ai giúp được Hồng Loan thì mình mừng, mình ủng hộ, còn ai không giúp được thì thôi. Chứ không cần gì mà phải lo sợ, phải là Phương Lê sẽ quay xe, sẽ bóc phốt Hồng Loan này giống bên kia. Tại vì quý vị đến đây là vì yêu thương mà đến mà, chứ đâu là vì lợi ích giống như bên kia, đúng không? Đó. Nên thì khi mà hết duyên thì thôi chia tay, đúng không? Đó. Nhưng mà cái người tội nhất cũng là Hồng Loan thôi, cô chú anh chị ha. Đưa lên cao, rồi giờ buông xuống thì hên cũng có những cái người xung quanh đang an ủi cũng như giúp đỡ, chứ không thôi là em cũng biết Hồng Loan sẽ như thế nào nữa. Và cái người á bị tổn thương nhiều nhất cũng là Hồng Loan, bởi vì là dù ai đúng ai sai đi chăng nữa, nhưng mà cái người bị tổn thương nhiều nhất vẫn là Hồng Loan, đúng không cô chú anh chị? Thì cha vừa mất nè, thì bị người thân là cháo đổi thân phận, rồi kiện tụng giành tài sản,
rồi thăng cô thế cô, rồi không bạn bè, rồi không quan hệ, rồi không tiền bạc, rồi bị người thân ép đến nghẹt thở, quá thảm và quá tổn thương. Rồi lại được rồi sự thật được phơi bày, rồi những người mà yêu thương lập đội để yêu để mà giúp đỡ người yếu thế, cũng như giúp đỡ Hồng Loan để lấy lại công bằng. Nếu bạn là Hồng Loan, trong lúc này ai giúp bạn thì bạn đều sẽ mang ơn và trân quý tình cảm này. Nhưng cũng vì thế lại đặt Hồng Loan vào con đường khó xử. Ai cũng giúp mình rồi vì cả nể mà đôi khi phải chiều lòng họ mặc dù là không muốn. Nợ tình cảm là món nợ khó trả nhất. Và xã hội cũng không phải là trường mầm non, ai cũng muốn làm vai chính, làm người quan trọng, thì đạo diễn biết chọn ai, bỏ ai, bỏ ai, trong khi ai cũng đã từng đứng ra giúp mình. Tôi là một cái người tham dõi cái drama này từ những ngày mà chú mất, thực ra giúp Hồng Loan nhưng cũng không thiệt hại cho họ cái gì, nếu không nói là ngược lại. Ai cũng lớn hết rồi, ai nhìn vào những ai nhìn vào cũng biết những nhưng chẳng qua còn chung hướng nên trái ấu cũng tròn. Con bé tuy lớn tuổi nhưng còn non kinh nghiệm sống nên nhiều khi không biết từ chối, sợ mít lòng, nhưng cuối cùng lại biến khéo thành vụng. Ở đời chẳng ai không cho ai cái gì, thôi thì thương thì cũng đừng làm khổ cho con bé nữa. Suy cho cùng, người tội nghiệp nhất bây giờ vẫn là cô ấy, đó là Hồng Loan. Thì cái này là bạn Lương Minh chia sẻ, một cái người cũng chia sẻ trên mạng xã hội rất là nhiều cái câu chuyện liên quan tới Hồng Loan có cái nhận định như thế này, thì em thấy cũng đúng cô chú anh chị đó. Thì bởi vậy thì em mong rằng á, với những cái lời nói của chị Ni, với những cái lời chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Cát Long, và với cái sự bình luận của mọi người, cũng giống như là của anh Vũ Luân, thì mong rằng Phương Lê sẽ dừng lại, không có đi quá xa trong câu chuyện này, để mọi bên đều vui vẻ giống như trước đây ha cô chú anh chị ha. Đó, thì đây cũng là một số những cái thông tin mà Tiến muốn chia sẻ gửi đến cho cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị thấy hay, nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em. Và em xin mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị. Bye bye.